Trời xuống hội duyên nguyên. Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Huy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón cái phái đoàn của Đại hội Võ Bị Toàn cầu kỳ thứ 22 đến với IBC TV để bày tỏ một cái đại hội có thể nói toàn cầu vô cùng quan trọng, nói lên cái quyết tâm vì dân chiến đấu, vì nước của mình. Trước nhất, xin hai vị đại diện vui lòng tự giới thiệu trước khán thính giả và đồng bào. Thưa anh nhà báo Vi Anh và quý vị khán giả, chúng tôi là cựu sĩ quan sĩ quan Quỳnh Công Kỉnh khóa 25. Thưa anh. Xin kính chào nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là sinh viên sĩ quan Trần Quang Thành khóa 27 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp năm 1974. Là một người dân biểu, gặp quý vị tôi không thể nào không nhớ tới một vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa rất thành công mà đã từng có kinh nghiệm hướng dẫn cái trường Võ Bị Đà Lạt, đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì ai cũng biết là anh em Võ Bị Đà Lạt, thưa quý vị, là một, có thể nói là một cái tổ chức được huấn luyện danh dự, nhiều người biết, không khác gì Saint-Cyr của Pháp và không khác gì West Point của Hoa Kỳ. Xin lỗi, bởi vì tôi cảm động quá nên với mấy anh nên tôi nói cũng hơi trục trặc. Vậy thì quý vị có thể cho biết bên cạnh tổng thống đó có bao nhiêu sĩ quan đã tốt nghiệp và đã hy sinh cho tổ quốc cũng như bị đoài đài đọa khi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, ngắn gọn thưa quý vị. Thưa nhà báo Vi Anh, chúng tôi thời lượng đàm thoại rất là ngắn, chúng tôi sẽ tóm lược những cái gì về vấn đề Võ Bị, trường Võ Bị. Tôi căn cứ trên cái mà cuốn sách Theo Dòng Lịch Sử của trường Võ Bị nhất ở quốc gia Việt Nam xuất bản năm 2017. Nói có sách bắt cá trứng là tốt rồi. Ok. Thứ nhất là trường Võ Bị từ 1948 đến 1975 qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là trường sĩ quan hiện dịch Việt Nam 1948-1950 ở tại Huế. Thứ hai là trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1950-1959, sau đó đổi thành trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam từ năm 1900 đến tới 1975. Chúng tôi có tất cả là 61 vị tướng lãnh của trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 61 vị tướng lãnh. Tôi đang cử thí dụ khóa 1 là 9 tướng, khóa 2 10 tướng, khóa 3 10 tướng, khóa 4 6 tướng, khóa 5 11 tướng, khóa 6 4 tướng, khóa 7 3 tướng, khóa 8 3 tướng và khóa 12 là một vị chuẩn tướng Mạch Dân Trường. Chuẩn tướng Mạch Trường là vị tướng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn thành phần thì vấn đề mà các tướng lãnh ở tù đài cộng sản, bởi vì chúng tôi không có cái
tài liệu để mà phân tách. Bởi vì khi mà nói lên vấn đề lịch sử là phải chứng minh rõ ràng và chính xác cái số lượng. Thì hôm nay tôi xin tạm quản cái vấn đề đó. Còn ngoài ra thì khi mà tổng tiết cái chế độ miền Nam Việt Nam chết theo thành thì có hai vị tướng lãnh là niên trưởng tướng Trần Văn Hai khóa 7 và tướng Phạm Văn Phú khóa 8. Xin anh có cái gì thắc mắc để hỏi tiếp. Có thể nói là cái số sĩ quan của Đà Lạt mà hy sinh để bảo vệ đất nước, thưa quý vị, đây là một cái điểm son trong cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Phải nói là một cái điểm son hay là có thể nói là A cộng. Dạ thưa anh, ở đây chúng tôi thêm một chi tiết nữa là Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam nói chung đã cung cấp cho quốc gia và quân đội khoảng 6.000 sĩ quan hiện dịch. Trong đó là có khóa 1 tới khóa 31 là khóa chính thức, còn có 3 khóa phụ, khóa 3, khóa 4, khóa 5. Và ở Trường Võ Vị chúng tôi đã huấn luyện một số trung đội trưởng cấp tốc để cung cấp cho ngay của các chiến trường và cho huấn luyện quân sự cho các trường quân y, bác sĩ quân y ra trường và cả vấn đề hành chánh. Thì như vậy hiện tại bây giờ thì chúng tôi được biết là khoảng còn gần 2.000 sĩ quan hiện dịch trên đất nước Hoa Kỳ và khắp thế giới. Gần đây thì theo dõi tin tức thời sự và sự kiện đó thì chúng tôi thấy và quý vị sẽ tổ chức một cái đại hội toàn thế giới, có thể nói toàn thế giới, bởi vì anh em sĩ quan Đà Lạt định cư hay là di tản tại nhiều nước, một cái đại lễ mà có thể nói toàn thế giới. Anh có thể sơ bộ về cái tình hình tổ chức thành công xuất sắc không anh? Thưa nhà báo Vĩ Anh, quý vị khán thính giả, đại hội tổ chức của chúng tôi được mang danh là Đại hội Võ Bị Toàn cầu trên toàn thế giới 3 ngày 30 tháng 6, 1 và 2 tây tháng 7 với cái tiêu đề là Hướng về Trường Mẹ. Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả anh em, tất cả đồng bào trong và ngoài nước biết rằng chúng tôi vẫn nhớ cái Trường Mẹ và vẫn nhớ quê hương. Thì với vai trò tôi là phụ tá về kế hoạch thì tôi có thể cung cấp cho anh biết là chúng tôi có cái sơ đồ tổ chức rất là chặt chẽ, gần nghĩa là 60-70 người mà quý vị đang nhìn trên màn ảnh. Thì trước là chúng tôi có ban tham mưu cố vấn gồm các niên trưởng và Trần Mộng Di, Lưu Vĩnh Lữ, niên trưởng Hoàng Mão khóa 20, niên trưởng Tôn Thất Lăng khóa 16, niên trưởng Nguyễn khóa 14, Nguyễn Khắc Đàm khóa 14, và vai trò của niên trưởng trưởng ban là niên trưởng Hoàng Định Khuê khóa 16. Thì phần phụ tá thì chúng tôi có nhân sự là niên trưởng Châu Đồng Ấu khóa 21, kế hoạch là tôi, Quỳnh Công Kỉnh khóa 25, thư ký là Lê Phước Nhượng khóa 28. Thì thường ra cái tổ chức của chúng tôi là khắp cả các tiểu bang Cali, từ Bắc Cali, San Jose. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi thấy cái tổ chức thì có thể nói là rất hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà anh cho tôi biết rất gọn, trưởng ban tổ chức là ai? Thưa anh nhà báo Vi Anh và quý vị khán thính giả, người trưởng ban tổ chức là niên trưởng của sinh viên sĩ quan Hoàng Đình Khuê khóa 16. Cảm ơn anh. Bây giờ anh Thành cho tôi có một cái vài ý kiến xin thỉnh ý của anh. Xin kính chào nhà báo Vi Anh. Đây là câu hỏi. Anh là người thiết kế ra cái kỳ đài trước lễ đại hội 22. Xin anh cho biết một số điểm chính và đặc tính của cái kỳ đài đó như thế nào. Xin kính chào nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Ban tổ chức ban thiết kế tại tượng đài gồm có 3 người
Trong đó là có Niên Trưởng Phạm Huy Mậu khóa 25, anh Nguyễn Thành Tâm khóa 28 và tôi là Trần Quốc Thành khóa 27. Ba người chính. Thì cái bản cái kỳ đài này được thiết kế là một phiên bản nhỏ của đài Tử Sĩ của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Đài tử sĩ này tôi xin dành một chút anh xíu. Anh nói lại cái đài Tử Sĩ, anh có thể kể sơ được không? Đó, dạ, bây giờ cái bước kế tiếp sẽ nói sơ về đài Tử Sĩ. Thì đài Tử Sĩ là một bức tường trắng, cái hình cánh cung giống như một vòng tay của người mẹ để ôm các đứa con đã hy sinh vì tổ quốc. Bức tường đó dài khoảng 30m và cao 10m, rất là uy nghi và nằm ở chính giữa của Vũ Đình Trường và đối diện với khán đài. Và đài Tử Sĩ được dùng để làm lễ truy điệu. Lễ truy điệu thì được làm thực hiện vào buổi tối trước ngày mãn khóa, được dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích của lễ truy điệu là để tưởng nhớ tới các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, các bậc đàn anh đã hy sinh vì tổ quốc. Và có linh thiêng thì xin các vị ấy về để mà chứng giám và chỉ lối đưa đường cho các tân sĩ quan sắp ra trường. Đó là một điều rất là linh thiêng và không thể thiếu được. Bây giờ vào cái điều đó cho nên là ban tổ chức đã quyết định phải có làm lễ truy điệu để tưởng nhớ tới các bậc đàn anh đã hy sinh và xin các ngài làm lễ truy điệu tại đâu? Tại trước ngày đại hội, một đêm vào đêm trước ngày đại hội. Yeah. Thì bắt buộc phải muốn làm một cái điều đó để tưởng nhớ tới các anh hùng, các niên trưởng đã hy sinh vì tổ quốc. Ban tổ chức quyết định là nếu muốn làm lễ truy điệu thì phải có một cái tượng đài, phải có một cái khán đài giống như đài Tử Sĩ. Thì cái đài chúng tôi làm thì nó là một phiên bản nhỏ của đài Tử Sĩ. Thì thay vì tới 30 mét thì chúng tôi thu nhỏ lại, còn cũng hình công, bề ngang khoảng 28 feet và bề dài khoảng 10 feet cao và có hệ thống đèn chiếu sáng. Thì công việc mà làm cái tượng đài này thì cũng có nhiều công đoạn trong đó. Thì công đoạn thứ nhất là đi thị sát cái tượng đài, cái nơi mà tổ chức. Đó là tượng đài chiến sĩ, công viên tượng đài chiến sĩ của Westminster. Thì khi đi thị sát thì chúng tôi muốn xem là có những cái giới hạn và những cái của công viên cho phép được phép làm hay không, và xác định được cái vị trí của cái tượng đài của anh cái... Nói thì tôi rất là ngưỡng mộ về cái mô hình. Yeah. Nhưng mà cái tượng đài đó, yeah, anh có thực sự là một tượng đài thực tế để đến mà làm lễ hay không? Dạ, đã sắp xỉ bước tới, yeah, sẽ trình bày đấy. Nghĩa là nó là một cái thực đề thực tế. Dạ, thực tế, dạ. Sao cái đại lễ còn tồn tại hay là... Dạ, còn tồn tại, dạ. Yeah. Thì cái tượng đài đó đã trình bày là một phiên bản thu nhỏ của đài Tử Sĩ. Cũng có hình cánh cung và nó dài khoảng 28 feet và cao 10 feet. Thưa anh, rất tiếc cái thì giờ... Vâng, dạ, quý báo nó hết rồi, nhưng mà dạ, chúng tôi nghĩ rằng bà con cô bác cũng như anh em đồng đội quân dân cán chính sẽ có mặt để mà có thể nói thưởng thức cái công trình hết sức là quý giá và cần thiết đối với cái sự hình thành của tượng đài. Dạ. Xin cảm ơn hai anh. Dạ, xin chào báo Vy Anh. Tiếp tục cái cuộc phỏng vấn đối với hai người bạn khác vốn ở trong cái tổ chức này. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn các bạn Vy Anh và cảm ơn quý vị khán giả.